Thế An xin chào quý cô bác, quý anh chị, các bạn. Chiều nay là ngày 25 tháng 5 năm 2023. Cái dòng điện thoại và máy tính bảng. Bây giờ em sẽ test máy báo giá từ cái điện thoại máy tính bảng của bác anh chị xem ơn cái nào chốt liên hệ với em nha. Em bán điện thoại ở thành phố Tân An, tỉnh Long An nha cả nhà. Ship code ship toàn quốc nha. Miền Tây, miền Nam, miền Trung, miền Bắc em đều ship hết. Nói chung khách mua làm ship. Rồi bây giờ em đưa rồi. A7 nha cả nhà. A7 RAM 4 64GB. Màn hình AMOLED nha. A7 2018 Android 9.0. Pin thì 3.3, màn hình AMOLED nha cả nhà. Thích cảm ứng cho khách rồi. Camera trước, sau và trước. Rồi 1.650.000 nha. 1.650.000. RAM 4 64GB. Tặng ốp lưng trong cho khách nha. Máy màu xanh đen, máy được trên 80%. Khách nào thường xem video em, xem kênh em thì biết nha. Máy em đa phần nhập là bán cho các anh chị là quan trọng nhất là màn hình và pin nha. Màn hình và pin. Và máy phải đẹp trên 80% em mới nhập nha. Cho xem hàng trước lúc nhận hàng nha. Tình trạng sao báo nha. Rồi 1.650.000 cho khách. Rồi tiếp theo G8 nha. G8 máy màu đen. Màn hình cũng 6.1, 6.2 luôn nha cả nhà. RAM 3 32GB. Camera trước, sau và trước nha. Chắc này em quay video có bóng cây luôn, còn dạ bóng đó cả nhà. Cô bác anh chị nào muốn xem mình cặn kẽ cứ kết bạn nhanh gửi hình nha. Rồi G8 RAM 3 32GB, màn hình 6.1, 6.2 gì đó. Máy cũng được trên 80% nha. 1.250.000 cho khách. Máy màu đen. Rồi tiếp theo. Cái này là A02S nha. A02S. Camera trước, camera sau. Màn hình thì 6.5 nha cả nhà. Pin thì 5.000 nha. Màn hình 6.5, pin 5.000. Cây này RAM 3 32GB. 1.750.000 cho các bác anh chị nha. Test cảm ứng. Không sao thăng, sao thăng. Cây này nó không cho test ứng dụng đó nha cả nhà. Nói chung Samsung nhầm cây nó cho test, nhầm cây nó không cho test. Cây này không cho test ứng dụng đó. Nhưng mà em bán máy cho khách là màn hình là em thấy test ok, liệt một góc em cũng không nhập nữa. Rồi cây này A02S. RAM 3 32GB, pin 5.000, màn hình 6.5, giá là 1.750.000 cho các anh chị luôn nha. Mấy dòng này em bán được lắm nha cả nhà. Chiều xe cổ qua lại thấy ổn, cả nhà thông cảm giùm em nha. Rồi, 1.750.000 cho khách. Hình thức bán hàng bên em là cọc giùm em 100k nha. Có tài khoản chuyển khoản giùm em, không có tài khoản cọc cạc điện thoại vẫn được, hoặc có mô môn. Cọc xong cho em tên, địa chỉ, số điện thoại em ship. Em nhận, em trừ cọc ra nha. Cọc xong cho em tên, địa chỉ, số điện thoại em ship, trừ cọc ra. Cọc là hình thức không bị bơm hàng nha cả nhà. Còn có bác anh chị mua hàng ở đâu mất tiền cọc em không biết nha. Mua hàng trên Thúy An TV, khách nào cọc thì em ship hàng. Không cọc em không ship hàng. Còn ví dụ em không ship hàng được cho khách, em sẽ trả cọc lại cho khách nha. Em không lấy gì của ai hết nha. Rồi iPhone nha. Nay có gì iPhone nha. iPhone 6 lút. Máy sạch không vướng tài khoản nha. Tài khoản này em để em nhập, em tải đồ về khách. Tại vì có nhiều khách mua máy về không có biết cách tải, cho nên em nhập tài khoản vô để em tải. Còn khách nào có tài khoản thì cứ bấm đăng xuất ra, nhập tài khoản mình vô xài bình thường giùm em. Cây này 128GB, còn vân tay nha, 6 lút. Thẳng ốp lưng trong cho khách. Một triệu 900.000 cho khách nha. 6 lút còn vân tay. 128GB, 1.900.000, màu vàng đồng. Máy được trên 80% nha cả nhà. Cho xem hàng trước lúc nhận hàng nha. Còn shipper nào không cho xem hàng thì có anh chị cứ liên hệ với em sẽ kêu shipper cho xem hàng đàng hoàng. Và cây này 1.900, 128GB còn nhân tay. Cây này 32GB là ớt nha. Ớt 6 ớt lút. Hết cảm ơn cho anh chị luôn. Em cũng tải sẵn rồi nha cả nhà. 6 ít lút, cây này mất chân tay rồi. 32GB mất chân tay. 1.850.000 cho quá anh chị nha. 1.850.000.
mỗi đợt hàng về giá cả chênh lệch khác nhau, cả nhà thông cảm giùm em nha. Rồi em sẵn em review cái ớt nữa, 64g luôn, 6 ớt lút 64g. Cây này giá 1,9 triệu nha, cây này giá 1,9 triệu nha cả nhà, 64g, 6 ớt lút 1,9 triệu, 64g. Mất chân tay nha cả nhà, màu vàng đồng nha. Còn cây 32g này mất chân tay luôn, nãy em báo lộn là 1,8 triệu nha, 50 này mà giá 1,8 triệu nha, màu hồng nhạt nha, màu hồng nhạt 1,8 triệu, mỗi cây trên lệch 100.000 nha cả nhà. Rồi tiếp theo 6 lút 64g nha, cây này 6 lút 64g màu vàng đồng. Em cũng tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube cho khách rồi. iPhone chính hãng nha cả nhà, chính hãng nha, 64g còn nhân tay. Rồi 1,850 triệu, còn nhân tay 64g vàng đồng giá 1,8 triệu nha cả nhà. Rồi màu bạc 16g là giá 1,300.000 cho khách luôn. Nay em xuống giá cho qua của anh chị luôn, phiên bản là A luôn, nay khuyến mãi một cây nha, khuyến mãi một cây xuống giá của anh chị luôn, 1,300.000 cho khách nha, 16g iPhone chính hãng LA phiên bản Mỹ nha, 1,300.000 cho khách nha. Tặng dây sạc nha, em bán máy là tặng dây sạc cho anh chị không có con cốc nha, còn của anh chị là cọc trên 200k thì em bao ship nha. Rồi cây này 64g nha, 64g thì nó tầm 64g này em hạ giá cho cô anh chị luôn, bán sale cho cô anh chị luôn. Nói chung dạo này kinh tế ai cũng có xăng, 1,5 triệu luôn nha, phiên bản là A Mỹ luôn. Rồi 1,5 triệu nha, iPhone 6 lút 64g 1,5 triệu. Rồi Redmi 5 nha, 16g 900.000 cho cô anh chị luôn nha, Redmi 5 16g 900.000. RAM 2 16g, Android nó 8 chấm nha cả nhà, 900.000 nha, đánh game liên quân chi phai, học online, hát karaoke được nha, máy được trên 80, 900.000 cho anh chị luôn. Rồi 12 rồ mắt đi, 12 rồ mắt em có xanh real vàng đồng nha, 1,700.000 cho cô anh chị luôn, xanh real vàng đồng 1,700.000. Cây này em tắt nguồn rồi, ở đồng máy là 512g nha cả nhà, máy thì đẹp nè, đẹp keng nè, khách nào có nhu cầu xem hình thì các bạn Zalo gửi hình nha. Đó. Hàng Singapore, chính hãng Singapore nha, không bán đồ Trung Quốc nha, Trung Quốc là không xài được nha cả nhà, Trung Quốc nó lắc lắm không xài được. Rồi 1,700.000 nha. Rồi Samsung A30s A30 chưa sạc tay si, RAM 4 RAM 3 32g nha, nó lộn, A30 RAM 3 32g, pin 4000, màn hình thì 6.4. Rồi 1,600.000 cho anh chị luôn. Rồi A30 1,500.000 nha, A30 1,500.000. A20 nha, A20 1,4 triệu, pin thì cũng 4000, màn hình thì cũng 6.4 nha cả nhà, A20 nha. Rồi giá 1,4 triệu cho cô anh chị luôn. Pin thì nó 4000 rồi đó, màn hình thì 6.4, chui sạc tay si nha, máy đời mới nha, RAM 3 32g, Android thì 11 chấm nha cả nhà, 1,400.000 cho cô anh chị luôn, bán giá hữu nghị cho cô anh chị xài luôn, 1,400.000. Trước tiên iPad 4 nha, iPad 4 màn hình chết cha, em tắt nguồn để em khỏi đồng máy. Rồi iPad 4 nha cả nhà, 10 inch nha, iPad 4 10 inch 64g, cây này 64g, tình trạng máy thì cũng được trên 80% nha. Cây này 64g, máy được trên 80%. Cho xem hàng trước lúc nhận hàng nha, tình trạng sao em báo hết nha. Rồi tất cả mấy cho của anh chị nè, máy sạch không vướng tài khoản nha cả nhà, máy sạch không vướng tài khoản, tại vì dòng iPad bán mà vướng tài khoản là khách không xài được.
là sẽ em sẽ nhập không vốn tài khoản nha. Rồi cây này 64GB, cây này không xài sim nha, 64GB không xài sim, 1.550.000 cho khách nha, 1.550.000. Rồi tiếp theo cây này, cây này cũng iPad 4 nha, nam về iPad 3, 4 nhiều lắm nha. Để em khởi nguồn máy lại, tại em nhập máy vậy. Rồi tiếp theo iPad này nha, iPad 2 16GB không xài sim, nhưng mà mình vẫn xài Zalo, Facebook, YouTube được nha. Em tải sẵn cho quý anh chị rồi. Máy thì đẹp trên 80% nha cả nhà. Khách nào có nhu cầu xem hình thì em cho coi hình nha. Kết bạn Zalo em gửi hình nha nè. Zalo, Facebook, YouTube nè, iPad 2 này nha. Trò chơi quá trời luôn nè. Lịch dạng liên luôn nè. 900.000 cho quý anh chị luôn nha. iPad 2 900.000. Rồi tiếp theo iPad 3 nha. iPad 3. iPad 3 không xài sim nha. iPad 3 không xài sim 16GB. Rồi 1.100.000 cho anh chị luôn nha. 1.100.000 iPad 3. Em cũng tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube cho khách luôn nha. Camera trước, camera sau nha. Rồi 1.100.000 iPad 3. Rồi tiếp theo em cũng còn một cây iPad 3 nữa nha. Rồi tiếp theo em review đi. Tiếp theo C7 Pro em có hai cây vàng đồng nha. Vàng đồng và màu xanh, xanh biển. Màn hình nó thì 5.5, pin nó thì 3600, lo nó thì như cái đài phát thanh. Nói chung dòng GB đồ thì lo nó to lắm nha cả nhà. Hồi đó giờ là dòng GB đồ lo to xài cũng bền. 1.250.000 cho quý anh chị luôn. Còn có anh chị nào mua hàng của Thúy An á, xài được giới thiệu bạn bè á, mình sợ lộn kênh á thì cứ vô thẳng Google giùm em, vô thẳng Google là không lộn kênh nha. Rồi hai cây này là máy đẹp can này nha, 1.250.000 C7 Pro màu vàng đồng và màu xanh. Máy cầm pin lắm nha cả nhà. Nói chung em nhập máy về mà máy không cầm pin làm giao lại thằng giao máy liền, em không có ôm làm gì hết. Tại vì người ta mua máy quan trọng nhất là pin và màn hình. Pin mà xài có chút xíu xài không được là ta cũng quạo nữa, ta cũng quạo nữa. Rồi C7 Lút luôn, sẵn review đi bây giờ. Review Lút cây này là còn dán mũ nha. Dán mũ nè, em chưa lột ra nè cả nhà. Lột ra em sợ chở tới cho lui nó tày. Cho nên khách trước người ta xài kỹ thì mình nhập về mình để về mình bán luôn. Có bán chị nào mua hàng em về xài được giới thiệu bạn bè coi kênh em á, thì vô YouTube á, YouTube đỏ sợ lộn kênh người ta, lộn kênh người khác. Tại vì nói chung là trên YouTube á, thì người ta muốn lấy tên gì người ta lấy thì tiền người ta. Nhưng mà em chỉ cảnh báo trên kênh em là khách nào nè, cứ vô Google, khỏi vô YouTube nữa cũng được, vô YouTube này cũng được. YouTube này thì lưu ý số điện thoại của em dùm, với tiếng nói của em dùm, với tài khoản ngân hàng của em. Số điện thoại em là 0388792574, chính xác của em xài mười mấy năm nha. Còn vô Google thì vậy nè cả nhà. Đánh vô Thúy An TV nè, đánh vô Thúy An TV thì mình sẽ vô ngay kênh em luôn, không lộn kênh em hết. Tại kênh em mười mấy ngàn người nha. Các anh chị cứ lưu ý cái kênh em mười mấy ngàn người là được rồi, gần 14.000 người đó. Rồi qua video nè, rồi đánh video đầu tiên đó là khỏi lộn kênh em hết. Hoặc là chỉ bạn bè mình mua hàng của kênh Thúy An TV thì lưu ý kênh em mười mấy ngàn người giùm em. Rồi khỏi lộn kênh em hết, khỏi mất lòng nha cả nhà. Rồi C7 Lút RAM 4 32GB vàng đồng và màu đen nha. Tình trạng máy thì cũng được trên 80% này cả nhà. Màn hình thì cũng 5.5, RAM 4 nha. C7 Lút thì RAM 4 Android 8 chấm, pin thì 3.000. Rồi 1.300.000 cho khách luôn, 1.300.000 luôn. Nay em rất giá cho các anh chị luôn, 1.300.000. Rồi Oppo màu vàng đồng, Oppo A7 nha. RAM 3 32GB, màn hình thì 6.2, Android thì 8 chấm nha. Em đã tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube rồi. Còn khách nào không biết cách tải thì chú lúc mua hàng em, em ơi anh không biết tải này, chú không biết tải, con tải giùm chú thì con sẽ tải giùm cho cả nhà nha. Rồi A7 màu vàng đồng, RAM 3 32GB.
1.450.000 cho cô anh chị luôn nha. 1.450.000. Rồi Apple F7 RAM 4 64GB nha. 1.600.000 cho khách luôn nha, màu đen. Rồi tiếp theo A50 em có màu xanh nè. Và màu xanh đen nha. A50S RAM 4 64GB, màn hình thì 6.4, pin nó thì 4.000 nha. A50S. Nói chung mỗi đợt hàng về giá cả chênh lệch khác nhau, nên em nhập máy rẻ thì bán rẻ cho các anh chị nha. Rồi. Pin thì 4.000 nha. Rồi, có hai cây. Giá 2 triệu nha, A50S giá 2 triệu, màn hình 6.4 nha. 2 triệu. Rồi A30S luôn. A30S 1.800.000 cho các anh chị luôn. Cây này nó giống cây A50S nhưng mà cây này là A30S, cũng RAM 4 64GB, màn hình 6.4 luôn, pin 4.000, 1.800.000 cho các anh chị luôn. Huawei Nova 3i nha, RAM 4 128GB, máy màu đen đẹp keng nha. Trong khi chờ đợi nó review cây khác nha cả nhà. Samsung M20 nha, RAM 3 32GB, chui sạc Type-C, pin thì 5.000 nha, màn hình cũng 6.4 nha cả nhà. Rồi 1.650.000 nha, 1.650.000. Apple F9 RAM 4 64GB. Rồi 1.650.000 nha, 1.650.000 F9. Nó mắc hơn F7 50.000. Samsung S6 nha, RAM 3 32GB, màn hình AMOLED nha. Bo nè cả nhà, bo là máy đẹp nha. Máy nào tình trạng sao báo xấu làm nó xấu, bo xấu chạy sao em nói hết, không chạy sức nhiều nha. Rồi 1.100.000 cho khách luôn. Rồi Apple A3S RAM 2 16GB, màn hình 6.2, pin thì 4.200 nha. 1.200.000 của anh chị luôn, máy đẹp đen. 1.200.000. Rồi quay lại quay Huawei 3i nha. Tại em tắt nguồn đó cả nhà. Android 9 chấm nha, 128GB. Rồi 1.550.000 của anh chị nha. Đánh game liên quân Free Fire được, máy mạnh nha. Huawei Nova 3i 128GB, 1.550.000 cho khách. Nokia 750.000 cho khách luôn nha. RAM 3 32GB. RAM 3 32GB, 750.000. Nokia 6 RAM 3 32GB, 750.000 cho khách. Rồi Apple A3S luôn, cây này Apple A3S RAM 2 16GB, 1.100.000 nha. Cây này có lưng hơi xấu một tí nhưng mà vỏ riêng em không thay nha. Cây này em tặng gấp lưng cho khách, với dáng 3D cho khách luôn nha. 1.150.000 cho khách. Apple F5 RAM 4 32GB, máy cũng được trên 80% nha, máy đẹp nha cả nhà, đẹp trên 80% nha. Rồi 1.100.000 cho khách nha, máy mượn nha. Samsung A10 32GB, màn hình thì 6.1 6.2 nha. A10 em có hai cây nha, máy đẹp keng nha. 1.200.000 của anh chị luôn. A10 1.200.000. G6 nha, 900.000 cho các anh chị luôn. RAM 3 32GB, màn hình 4.7, 900.000 cho các anh chị luôn. G6. Rồi C700 nha, C700 là C7 thượng ở nhà, màu vàng đồng nha, màn hình 5.5 nha. Cây này 750.000 cho các anh chị luôn, 750.000. Rồi iPhone nha, iPhone 6 Plus, iPhone 5S nha. Em có
màu bạc, vàng đồng, hồng nhạn nha. Máy em thì đẹp trên 80% nha. 6 lốp bo viền mặt trước mặt sau đều đẹp trên 80%. 16 ghi thì bán cho cô anh chị 750.000 nha. 16 ghi thì 750.000. Màu hồng này cả nhà, hồng nhạn, vàng đồng. Rồi 750.000 cho khách luôn nha. Tại này em nhập nhiều quá động quá, anh xả đi vốn rồi luôn. Rồi, sao 5 lút luôn. 5 ớt luôn, ok, 5 ớt luôn, 64 ghi. 5 ớt 64 ghi thì 850.000 giùm em nha. Em cũng đã tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube cho khách rồi nè. Tải sẵn hết rồi. Rồi cây này là giá là 850.000 cho khách luôn. Rồi tiếp theo em có về cây Samsung A51 nha. Pin thì 4.000, màn hình thì 6.5, A50S. Máy màu xanh nha, tình trạng máy thì cũng được trên 60% nha. A51 nha cả nhà. RAM 6 128GB nha. A51 RAM 6 128GB. Giá 2.700.000 cho các anh chị luôn. 2.700.000. Tặng ốp lưng trong cho khách nha, dây sạc nha. 2.700.000. Rồi A30 xin kết thúc video đây, mong quý cô bác anh chị xem clip của Thúy An cảm thấy hay, nhấn chuông đăng ký kênh chia sẻ giùm em để em có động lực làm nhiều clip hay cả nhà cùng xem và bán được nhiều dòng điện thoại cho cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ bên nhà.